Cùng iCanKids thúc đẩy sự phát triển toàn diện của những công dân thế kỷ 21. Chỉ với iCanKids, trẻ có thể học nói tiếng Anh, nhận biết mặt chữ cái và ghép phần tiếng Việt, phát triển toàn diện nhận thức và các kỹ năng xã hội, làm quen các kiến thức khoa học hướng tư duy logic và hoàn toàn không chứa nội dung quảng cáo. Độc quyền từ iCanKids, phương pháp giảng dạy chơi mà học giúp cha mẹ trở thành những giáo viên lâu đời của trẻ. Bước 1, warm up, khởi động và tạo hứng thú qua bài hát, trò chơi nhỏ. Bước 2, learn, giúp trẻ làm quen với kiến thức mới một cách trực quan qua flashcard, video tương tác với giáo viên bản ngữ, trò chơi. Bước 3, practice, ôn luyện kiến thức vừa học được qua các trò chơi tương tác. Bước 4, practice again, giúp trẻ đào sâu, thực hành kiến thức mới, phân biệt với những kiến thức đã có qua các trò chơi liên kết. Bước 5, review, đánh giá phát âm, ôn tập kiến thức. 5 bước trên được iCanKids xây dựng trên 3 nền tảng: học tập đa giác quan (multisensory learning), phản xạ toàn thân (total physical response), luyện tập cách quản (spaced repetition). Qua đó vừa đảm bảo về chất lượng học tập của trẻ cũng như duy trì sự hứng thú xuyên suốt các bài học. Cùng iCanKids, trẻ giải trí an toàn, cha mẹ chẳng cần lo lắng.